Kính thưa quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, con tên Trần Bảo Châu, học lớp 5 tuổi A3, trường mầm non Trung Nguyên. Sở thích của con là kể chuyện, đọc thơ và ca hát. Đến với hội thi hôm nay, con xin hát bài Giáp Châu Ra Đầu của nhạc sĩ Minh Châu sáng tác. Con mời hội thi cùng lắng nghe. Xin kết thúc phần thi của mình tại đây. Chúc ban giám khảo mạnh khỏe.